Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Ngay sau khi lên sóng thì Nhất Sinh Nhất Thế do Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc đóng chính đã tạo nên cơn sốt trong cộng đồng mạng xứ Trung. Trên trang Douban thì phim được đông đảo khán giả yêu mến và khen ngợi. Nhất Sinh Nhất Thế được cải biên từ cuốn tiểu thuyết Cốt Cách Mỹ Nhân, được coi là phần hoàn mãn cho mối tình giang dở của cặp đôi chính Châu Sinh Như Cố. Câu chuyện mở đầu bằng cuộc gặp gỡ định mệnh của nữ diễn viên phối âm xinh đẹp dịu dàng thời nghi và giáo sư hóa học Châu Sinh Thần tại sân bay. Hai người vừa gặp mà cảm giác như đã quen biết từ lâu. Sau khi làm quen đã khắc sâu ấn tượng về đối phương. Vì cứu vớt nhà máy sản xuất ấm từ xa đang xuống dốc, Châu Sinh Thần đồng ý điều kiện của gia đình là phải sớm đính hôn và thừa kế gia sản. Anh từ chối sự sắp xếp của người lớn, đưa ra lời cầu hôn với thời nghi. Còn thời nghi thì đã sớm đổ anh giáo sư đẹp trai nên vui vẻ nhận lời trong niềm hạnh phúc. Khi tiếp quản gia nghiệp thì Châu Sinh Thần đã nảy ra những ý tưởng kinh doanh đối chọi với những tiền bối, bất chấp tình cảnh khó khăn chọn lựa giữa sự nghiệp và người thân, chỉ để muốn vực dậy thành công ngành gốm sứ của quê hương. May mắn thay là thời nghi trước sau vẫn luôn ở bên, động viên và khích lệ tinh thần anh, cùng anh gánh vác tất cả. Cuối cùng thì cả hai cùng nhau bảo vệ được ngành nghề thủ công truyền thống. Cuộc sống càng khó khăn thì họ lại càng yêu nhau sâu đậm hơn. Vào tối ngày 6 tháng 9 thì bộ phim Nhất Sinh Nhất Thế đã chính thức lên sóng. Ngay lập tức thì phim lọt top 1 bảng phim hot, vượt mặt Châu Sinh Như Cố Dù Sinh Sau Để Muộn. Trên trang Douban, phim nhận được rất nhiều đánh giá 5 sao và lời khen từ phía khán giả. Diễn xuất của cặp đôi chính được khen ngợi rầm rộ, đặc biệt là Nhậm Gia Luân. Ngoài ra thì cặp đôi chính Nhất Sinh Nhất Thế đã ướp đường người hâm mộ bằng nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Cuối cùng thì sau bao ngày tháng mong chờ, fan hâm mộ của Nhất Sinh Nhất Thế cũng đã đợi được ngày Châu Sinh Thần và Thời Nghi hôn nhau. Trong tập 9 của bộ phim, cặp đôi đã trao nhau nụ hôn đầu tiên khi đang ngồi trên xe ô tô. Nếu như ở kiếp trước Thời Nghi vẫn còn rụt rè e thẹn mỗi khi ở cạnh Châu Sinh Thần, thì sang tới kiếp này khi đối diện với người thương, cô nàng đã chẳng mang tới liêm sỉ nữa rồi. Thời Nghi đã chủ động đề nghị Châu Sinh Thần tiến lại gần với mình, kêu anh nhắm mắt lại và cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Tuy nhiên khoảnh khắc ngọt ngào này không kéo dài được lâu, đến khi Châu Sinh Thần đã kịp quen với nụ hôn của Thời Nghi thì chú Lâm lại hạ tấm chắn xuống, khiến cho cặp đôi không tránh khỏi ngượng ngùng. Châu Sinh Thần liền nhanh trí giả vờ đang đọc báo, thế nhưng tờ báo lại bị anh cầm ngược. Nếu bạn là một fan cứng của nam chính thì sẽ thấy tìm kiếm cảnh thân mật của Gia Luân với bạn diễn như mò kim đáy bể. Khán giả đã quen ăn chay với những cảnh ôm, nắm tay, thơm chán. Vì vậy, những cảnh mặn mò như thế này thực sự làm khán giả phấn khích. Phải nói rằng đây là một sự dũng cảm của Nhậm Gia Luân khi quyết định lột xác bản thân, táo bạo hơn trong cách diễn. Phản ứng của cư dân mạng trước cảnh phim đắt giá này như sau. Tôi nghi là nụ hôn đầu tiên cũng như là cuối cùng của bộ phim quá mấy bạn. Ân rời cuối cùng cũng đến cảnh hôn. Coi biết bao nhiêu bộ mới thấy được cảnh hôn này. Lần đầu ăn mặn nên anh nhà còn hơi bỡ ngỡ. Bao nhiêu năm nay ăn chay giữ thân như ngọc, giờ ăn mặn hơi bị hết hồn. Đúng là nụ hôn chấn động màn ảnh. Dẫu biết chuyện tình của Châu Sinh Thần và Thời Nghi sẽ còn rất nhiều sóng gió phía trước, nhưng có lẽ ở thời hiện tại, hãy tận hưởng trọn vẹn mật ngọt từ cặp đôi này. Cảnh hôn siêu đặc biệt này sẽ có trong những tập tiếp theo của bộ phim Nhất Sinh Nhất Thế, và đừng bỏ lỡ nhé! Cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!